hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có cô thì Nhật Quỳnh mời, nhưng mà cô bận thì không sao. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, Sa Thủ. Dạ, mời mời Đặng Đông mở hàng. Dạ, kính mời đạo tràng Sa Thủ bằng tay của Trần Đạo. Sa Thủ chị Nhật Quỳnh, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Thammachari, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Rất hoan hỷ hôm nay thấy có nick của chị Ban Nha Sĩ Lá vào đạo tràng. Chúc mời chị lên kệ kinh với tụi em nha. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 240. Á giá xa quá má lăng xa mút thiên tầng, ta đú thà giá ta mề quá khà đá tí, ê hoàng á tí thù ná chàng, xa ní cầm mà ní ná dàng tí đúc ca tình. Á giá xa quá má lăng xa mút thi tầng, ta đú thà giá ta má ta mì mà đá tí, ê hoàng á tí thù ná chà rí năng, xa ní cầm mà ní ná dàng tí đúc ca tình. Á giá xa quá má lăng xa mút thi tầng, ta đú thà ta mê quá kha đá tí ê hoàng á tí thù ná chà rí năng, xa ní cầm mà ní ná dằn tí đúc gá tình. Như xé từ sắc sinh sanh lại ác cũng vậy, quá lợi dưỡng tự dẫn cội ác. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Á giá xa quá má lăng xá mút thiên tầng, ta đú thà giá ta mê quá khà đá tí, ê hoàng á tí thù ná chà rí năng, xa ní cầm mà ní ná dằn tí đú tình. Rỉ xét vốn từ sắc xanh, ăn mòn tí hoại rập nhanh sắc này, hành động bất hảo biết tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng. Bản dịch của Hòa Thượng Chư Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Nam mô Bụt giá, Nam mô Thâm Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Và cảm ơn chị Đàn Đông, chị Kim Ngân cho biết tín hiệu nghe rõ. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, quý cô tu nữ kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 240. Gia xa qua mà lăng xa mất thi tăng, ta đúc tha gia ta mê qua kha đá ti, ê quang a ti thô na cha ri năng, xa mi cầm ma ni na dẫn ti đức ra tình. A ya sa wa ma mô thi tăng, đức tha ya ta mê qua kha đa ti, ê quang ăn ti na cha ri năng, xa mi cầm ma dẫn ti đức ra tình. Như xét từ sắc sinh, xét sanh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác. Đó là phổ thơ của Thực Châu. À gia sa qua ma lặng, ta đuốt thay cha ta mẹ qua kha đá ti, ê quang ti thô na cha ri năng, xa ni cam ca ma na dẫn ti đúc ra tình. Xét vốn từ sắc ăn mòn ti hoại rất
bất hảo biết hay, tự nghiệp tự dẫn, trắng tay khốn cùng. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ là kệ xong rồi, giới mình lạc lề ạ. Kính mời chị. Dạ kính cảm ơn vị Trần. Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ con kính lĩnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Dạ con xin đọc và kể có pháp cú. Dạ số 240. Asa-sa-wa-ma-sa-mu-thi-tăng ta-du-tha-ya-ya-ta-me-wa-kha quá khá đa tí á tí thù na cha dí nằng xà ní khầm mà ni na nhằng tí như sắc từ sắc sinh sanh lại ăn sắc cũng quá lợi dưỡng tự dẫn cõi ác. Và đó là bằng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rỉnh trừ sát sanh, an mồn tiêu hoại, rất nhanh sát này, hành động bất khảo biết hay, tự nghiệp tự dẫn, trắng tay khốn cùng. Và đó là thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Sa-ya-sa-wa-ma-lăng-sa-mu-thi-tăng ta đưa thang ta mê quang kha đa ti e quang a thi thô na cha ri năng sa ni kham ma ni na yang ti đu cha tinh a ya sa qua ma lăng sa mu thi tăng ta đưa tha ya ta mê qua ca ya ti e văn đi thô na cha ri năng sa ni khâm ma ni na yang tin ga tăng tin a ya sa qua ma lăng sa mu thi tăng ta đưa tha ya ta mê qua ca đa ti e băng a ti thu đa ni năng a ni cam ma a ni na ti đốt ga tân. Dạ con đã đọc xong và kể xong có cú số 240. Xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thú rất là lê. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tăng. Kính lễ quý bà cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tụi yên xin đọc câu pháp cú số 240. Dạ cảm ơn quý thầy lát. Aya sa wa ma lang sa muk thi tang ta duk tha ya ta me wa kha da ti e wang a ti tho na cha ri nang sa ni kam ma ni sa ni kam ma ni na yan ti qua mà lăng ta một thì tăng ta đục cha ta mê hoặc hà đa đi ê quăng a tí thô na cha vi năng sai cầm a ni na dành thì đục ga tình Aya sa wa ma lang sa mục thi tăng tat tha ya te tam me wa kha da ti
Ewang ati to nacari nang sani kamanin na yang gating. Như xét từ sắc sinh, xét sanh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dụng từ nghiệp. Từ nghiệp đi mất tiền. Tự nghiệp dẫn cõi ác. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rỉ xét bốn từ sắc sanh, ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này, hành động bất hảo biết hay, tự nghiệp tự dẫn trắng cùng. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Tôi thấy không? Chị Kim Nhung, dạ cảm ơn chị. Dạ alo. Dạ, dạ cảm ơn chị. Chị Răng Đông. Dạ, con kính đảnh lễ bà Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân đức Pháp, con kính đảnh lễ ân đức Tăng, con kính chào sư Minh Hạnh, con kính chào Thamachari cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Con xin đọc bài kinh pháp cú ơi ạ. Ajasa wa ma lang thi tằng ta du tha ya ta me wa kha da ti en a ho na cha ri nang sa ni kam ma ni na yan ti duk ga tình. Wa ma lang sa thi tằng ta du tha ya ta me wa kha da ti e wang a ti tho na cha ri nang sa ni kam ma ni na yan ti ga tình. A ya sa wa ma sa mu thi tằng ta du tha ya ta me wa kha da ti e wang a ti do na cha ri nang ani kamma ni nan tan ti dukkha ting. Như xét từ sắc sinh, xét sanh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dưỡng nghiệp. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Châu. Rỉ xét vốn từ sắc sanh, ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này, hành hảo biết hay, tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng. Là bản dịch của Hòa Thượng Duy Xuống Mích ạ. Kính cảm ơn Ná đã post bài ạ. Con kính mời cô Cẩm Vân ạ. Dạ, sa thủ sư Kim Nhung. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng. Con Minh Hạnh cùng chư tôn đức kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong gum. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 240. Á gia quá ba lần sa mút thí tăng ta tha giá ta mê quá kha đá tí ê quăng á tí thô ngá cha rí năng sa ní câm ma ní ná dâm tí đức á ná xa quá má lăng u thí tăng tá đúc tha giá tá mê quá kha đá tí ê quá tăng á tí cha rí đăng sa ní câm ma ní ná dâm tí đức giá tiên a gia quá ma lăng a mút thí tăng ta đức tha giá đề quá kha đá tí ê quăng á tí thô ná cha rí năng sa ní cầm ma ní ná danh tí đúc giá. Như xét từ sắc sinh, xét sanh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác. Bản dịch của Hòa Thích Minh Châu. Rỉ xét
vốn tục sanh, ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này, hành động bất hảo biết hay, tự nghiệp tự dẫn. Trắng của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Dân đã ôn bài xong rồi bằng tay. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn chị Cẩm Nhung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Thâm Ái Châu nữ Tuệ Duyên. Ái Minh kính chào quý anh chị. Con cảm ơn cô Tuệ Duyên, chị Đặng Đông, chị Kim Minh, chị Trần Đạo, chị Quang Nguyệt, chị Nhật Huỳnh. Con xin phép được bài câu pháp cú số 240. Ayasa wa ma lang sa mu thi tang e wa kha da ti e wang a ti tho na cha ri nang sa ka kam ma ni na yan ti Aya sawa malang samuti tung ta du ta ya ta mi qua kadati e wang ati to na jari nang sa ka kamani ti du như xét từ sắc sanh lại pháp quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Aya sa wa ma lang tu thi tăng ta du tha ya ta mi wa kha ni e vang a ti tho na cha ri nang sa ka kam ma ni na yan ti du ga tin Aya sa wa ma lang sa mu thi tăng ta du tha ya ta quá khá chà ri năng và ni na dành tiên rỉ xét vốn từ sắc sanh, ăn mòn tiêu hoại rất sầy, hành động bất hảo biết ta, hành động bất hảo biết hay, tự nghiệp tận trắng tay khốn cùng Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em kính theo ạ. Dạ, sa tu lành thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật và Pháp, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các hữu trong room. Dạ, con xin đề cảm ơn xin nhiệt truyền Đảng Đông, xích Kim Nhung, xích Hoa Nguyệt cho biết nghe rõ. Ayang ma samuthita tadutthaya tameva khadati evang atitho na charinang sanikamani nayanti dukkhatin ayasava mahitang tadutthaya tameva khadati evang ati tho na charinam sanikamani nayanti dukkhan. Như xét từ sát sinh, sanh lại ăn sát cũng vậy, quá lợi dự nghiệp dẫn cõi ác. Châu rỉ xét vốn từ sát sanh, ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sát này, hành động bất hảo biết hay, tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng. Bản phổ thư của Ngài Giới Đức Giảng Thà Gia. Còn xin xin mít là nhiệt huyền. Dạ sa thú, sa cảm ơn đồng cô tu nữ Tề Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn sĩ Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thaya, con thành kính đảnh lễ đại đức Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng,
Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ con cùng bài pháp cú 240 ạ. Dạ cảm ơn thầy ná cho bài học. Ayasa vamalang samut thi tadut tha ayasa quang ti thờ na cha ri năng sa ni cầm ma nên na dàn ti đức tình ayasa qua tăng tất đuốt chất tâm mê qua khả đất ti ê ti thờ na cha ri năng sa ni cầm ma nên na dàn đức gắt tình như xét từ sắc sinh sắc sanh lại ăn sắc cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. À gia sa qua ma lăng sa mô thê ha gia ta mê qua sa ti ê quăng a ti thô a cha năng a ni cam ma yan tin ga tin a ya sa wa ma lang mo yi tang ta du tha ya ta me wa da ti ai văn a ti tho na re năng sa ni cam ma ni ya tan ti đục ra tình thị xét vốn tự sắc sanh ăn mòn tiêu hại rất nhanh sắc hành động bất hảo biết hay tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng. Và đây là bản ngài hòa thượng giới đức con thành kính đánh tri ân chi tâm đức cảm ơn đạo tràng sa thủ sanh thai. Nhật Bình kính cảm ơn Minh Vách Thanh Á cô ấy Minh Cẩm Vân, xích Kim Nhung, Nam Phương, xích Trần Đạo, xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới là câu khúc của kinh số 241. Nhật Quỳnh kính mời quý Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thịnh Pháp Sư trước khi chúng ta được đại đức Pháp tính từ vựng và thường to tiện nghĩa và duyên sự. Năm mô Bụt Tha Gia, Năm Ma Gia, Năm mô Tham Ma Gia, Năm mô Sa, Năm mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu A Ta Sa Mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu A Ta Sa Nam Mô Ta Sa To Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chở mọc đặng nhánh trần đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiêu khắp ba cõi rõ đường vui. Hàng thiên vẫn ngậm ngùi khẩn quản á, Phật nhận lời hơi viết lòng mở đạo dạy đời á, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp đoàn đệ tử có năm thầy thính dự pháp tịch đó là nhóm kiều trận như á, được đem hương vị hư dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp toàn, một lòng chẳng thối mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian à, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi cầu được
Trí y trí về an toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con học từ vũ kinh số 241. Dạ, tha thú lành thai. Được quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học vui tiếng quá. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa tuệ quyền vừa quan lâm vào đạo tràng. Con kính nhân bích chánh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã biết được tín hiệu rõ. Con xin thành kính đến thượng tọa tuệ quyền, thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ có cuốn kinh số 241. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thực nghiệm chương trình. Asaya Mala Manta, Asachaya Mala Manta, Asachaya Namanta, Anuthana Mala Khara, Anuthana Anuthana Khara, Anuthana Mala Khara, Malang Wanasa Kosachang, Malang Wanasa Kosachang, Malang Wanasa Kosachang, Bhagmado Rakhato Malang, Bhagmado Rakhato Malang, Bát Ma Đồ Rắc Khá Tô Ma Lăng. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái hợp từ Asacca Giá Ma La, có nghĩa là không tụng độc là cấu quế, hay là không tụng độc là bất nhân. Asacca, Asacca, Asacca Giá có nghĩa là không mà Ma La có nghĩa là cấu quế hay là vết nhơ. Hai cái danh từ này khi mà được phối hợp lại thành một cái hợp từ chia theo chủ cách số nhiều, thành ra từ Ma La mà trở thành Ma La. Asacchaya Ma La có nghĩa là không tụng độc là cấu quế hay là không tụng độc là vết nhơ. Manta, Manta, Manta có nghĩa là chú thực. Danh từ nguyên mẫu của nó là Manta, do nó được chia theo chủ cách số nhiều thành ra trở thành Manta, chú thực. Anuthana Mala, Anuthana Mala cũng là một cái từ. Anuthana Mala có nghĩa là không dậy, không đứng dậy là vết nhơ. Anuthana Mala, không đứng dậy là vết nhơ. Anuthana nó còn có một cái nghĩa là không có siêng năng, không có siêng năng. Uthana, Anuthana, không siêng năng hay là không đứng dậy. Trong cái trường hợp này chúng ta lấy cái nghĩa nào? Không siêng năng, không đứng dậy là bất nhờ. Mà chúng ta nhớ là dậy có nghĩa là không có siêng năng đó. Khara, Khara ở đây là cho ngôi nhà, chỉ cho các ngôi nhà. Dạ, các ngôi nhà xuất phát từ danh từ trung tánh chủ cách được chia theo chủ cách siêu. Khác ra các ngôi nhà. Thứ ba thì chúng ta có danh từ mát lăng là quen thuộc quá rồi, có nghĩa là quế.
ma lăng có quế. Quan nát xá, quan nát xá, quan nát xá có nghĩa là sắc đẹp. Nó xuất phát từ danh từ quan nát, nằm tánh chia thế, nên nó trở thành quan nát xá. Quan nát xá sắc đẹp. Chăng, cô sắc chăng, cô sắc chăng có nghĩa là nhát hay là cô sắc chá. Danh từ nguyên mẫu của nó là cô sắc chá, do được chia theo chủ các số ít thành ra trở thành cô sắc chăng. Cô sắc chăng. Kế tiếp ở dòng thứ tư, chúng ta cũng có một từ rất là quen thuộc, ba ma đô. Ba ma là sao lãng hay là buông lung. Ba ma đô sao hay là buông lung. Rakkhato, Rakkhato có phòng hộ hay là canh gác, canh giữ, phòng hộ hay là canh giữ. Cuối cùng chúng ta cũng có danh từ má lăng. Má lăng chúng ta đã biết rồi, như ở trên có quế. Vậy thì chúng ta đã qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn tự nhiều. Asakcha yama la manta anuthana mala kara ma lăng quan sát cô sắc chăng ba ma kato má lăng có nghĩa là không tụng làm nhóm kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng vật với người canh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì mình đã hoàn thành được phần tự vựng rồi quý vị. Tiếp là phần thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa do Thượng Tọa Thầy Quyền thuyết giảng. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào này. Và cũng xin thay mặt hội chúng xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thầy Quyền bị quan hỷ thuyết giảng câu kinh số 241. Về chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa, không biết được hay không, xin được một tín hiệu. Dạ, con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tam Ma và Nam mô Sang Khai. Những giờ thưa để chúng nghe rõ không? Cảm ơn quý vị. Thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm, thân chào đến quý tu chư Phật tử. Bắt đầu vào thời gian ra hàng sấm ma sấm bút thô phật câu a bút tham phật câu an a pi quả so cá tô phật câu a ta tham mô tham mang nam mai sa mu su pi văn nô Phật Cà Vô Tô Sa Va Cà Sàng Khô Sàng Khang Nam Ma Bí. Đại chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân chủ ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, mỹ nhân quan đức Tam Bảo hàng do hội đến Chư Tôn Đức Tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu Pháp Cú số 241. Duyên sự câu Pháp này khi ở tại kỳ viên tịch liên hệ đến thì tức là vào thời gian thời đó đó thì nhiều Phật tử vào buổi sáng thường cúng dường buổi ăn sáng với chư tăng và cũng mang bơ dầu mà tất cả những cái vật thực rất là nhiều đến tịnh xá để cúng dường và sau đó nghe pháp. Nhưng là cái mà ca tụng
ân đức, cái đức hạnh của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên. Thì kêu Út Đại Chí mới thấy thế, mới về bảo họ cái ông các ngươi đó thôi, nên ca tụng như thế, nếu các ngươi nghe tôi nói thì còn khen đến đâu, thì ông ta ngạo mạn như thế. Thì thưa tôn giả, vậy thì lần sau chúng con sẽ đến, sẽ tỉnh ngài thuyết, rồi kính thưa tôn giả, ngày hôm sau sau khi cúng dường cho tăng xong đó, họ đi đến tôn giả ở đây chí pháp. Và thầy thấy là chính chúng ta đi kéo bên thầy, thì ngồi trên cái ghế, thì cầm cái quạt phay phẩy gì đó, chẳng nói một câu gì, ta sẽ đọc một bài chú, là ta sẽ để người khác thuyết pháp. Thì sau khi đó thầy đọc câu chú xong, xong thì thầy bước xuống, chính chúng mới thỉnh cái vị khác ta giảng dạy. Và lần cũng như thế nữa, lần sau cũng như thế nữa, thì cứ lên đọc câu chú rồi lại hẹn nữa. Chính chúng tìm cũng ở việc khác, thì cứ thế hẹn là hẹn lần với chính chúng hoài, họ cũng bực, cũng ghét. Thì sáng hôm sau thì qua ngày thứ ba thì nó thì không có đạt, không có giảng dạy được một cái gì đó. Thấy là họ mắng nhiếc và họ ném những cái gậy gộc vào cái người của thầy. Khi chúng ta ca ngợi đó, đến đức hạnh của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, thầy nói đó, thầy nói thầy hay lắm, thầy hay hơn nữa, thì bây giờ tại sao mà thầy làm như thế, bây giờ tại thầy làm thinh thế, thì thế là thầy bỏ đi, bỏ chạy ra ngoài, thì họ trượt theo thì rớt xuống cái hầm, chúng tôi gọi là cái hầm phân, cái chỗ cái nó dơ cháy vậy đó, xuống cái hầm phân. Thì cái thiền tính họ mới bàn tán, mới nói rằng khi chúng ta ca ngợi cái phẩm hạnh của ngài đó, hiểu đa dí này sanh tâm đố kỳ, tuyên bố rằng mình cũng là giảng sư, mình cũng là một vị pháp sư. Thế mà khi mà mời ngài nói đó, thì mời ông ta nói thì ông ta không nói lên được một cái câu nào cả, và ông ta bị rượt xuống, rượt té xuống ngay cái hầm phẫn như vậy. Thì kính thưa quý vị, thì Đức Thế Tôn nghe được câu chuyện đó, các thầy tỳ kheo họ bàn tán, và một số phật tử các bạn thì ngài mới nói riêng cú đa dí mà rơi xuống hầm phân mà đời quá khứ ấy cũng đã làm như thế. Ngài cả kể lại cái câu chuyện quá khứ bổn sanh ba. Trường quý vị nào coi lại bổn sanh đó sẽ hiểu. Thì chuyện kể rằng có một con lợn rừng thách đấu với con sư tử. Trước ngày ấy nó lăn trong cái đống phân, nó khiến cả lông và cả người nó hôi ha. Và nó đi đến cái nơi hẹn của con sư tử. Sư tử không có dám đến gần, để cho nó thắng. Thì sư tử đó chính Xá Lợi Phất và lợn rừng Thích Ngộ Đa Dí. Thì Phật Ngài nói là cái hai con thú đó. Ta là thú, anh cũng là thú, hãy đến đây ở sư tử. Vì vậy sao anh bỏ chạy, này heo kia mi hôi hám, anh không dày dơ bẩn. Nếu mà muốn đổi sức ta, cho mi thắng cuộc. Thì sao ngài dạy, thì có tiền heo. Quý Đa Dí chỉ đọc được một câu kinh, không giờ là một cái lỗi lớn. Và Đức Phật ngài nói lên câu pháp cú rằng không tụng làm giấc, không đứng dậy bẩn nhà làm nhơ sắc, phóng vật với người canh. Thì ở đây chúng ta, đây là một cái tường mà tử thợ xa xưa đã thấy thế rồi. Chúng ta một điều ở trong cuộc đời này, có những việc chúng ta so sánh bằng, có những việc chúng ta không thể nào mà được như người,
khi người khác được á, chúng sự ganh ghét, tâm đố kỵ. Mà tâm đố kỵ đó nó rất là nguy hiểm. Cái tật tánh tật xấu của con người đó là bỏng sẻ, ganh tị. Mà chúng ta không bao giờ thấy được cái tâm bỏng sẻ của mình, không bao giờ thấy cái tâm ganh tị của mình. Mình chấp thú, mình giữ gìn tiền của sự nghiệp của mình, mình sợ mất. Cha, mình không bao giờ chấp nhận người khác hơn mình. Người khác giàu hơn mình, người khác giỏi hơn mình, đẹp hơn mình, người khác hay hơn mình. Thì như thế, xem như chúng ta đã thua một phần, thua cuộc một phần, đã thua thực tế, và còn nhiều hơn nữa. Nhiều khi người ta giàu có nhưng chưa chắc người ta có cái tâm hào sảng, cái tâm tốt. Nhiều khi người ta đẹp nhưng hình thể người ta đẹp mà người ta không đẹp. Nhiều khi người ta hay, có danh có tiếng, nhưng sự thật ra cái danh tiếng đó nó không thực, nó không thật với khả năng của chính họ. Mà ở đây cái người đệ tử cần phải có, cần phải có một cái tâm. Mà cái tâm đó chính là cái tâm hiểu biết. Hiểu biết gì? Hiểu biết được mình. Cái mình phải tập. Khi mình thấy người ta hơn mình, mình phải biết rằng à, người ta có lẽ người ta đã tạo nhiều cái thiện duyên hơn mình. Cho nên vì vậy mình cẩn thận. Mình cẩn thận để làm cái gì? Thứ nhất, mình hãy canh phòng, hay là mình có một cái sự suy tư nhiều hơn, quán xét hơn. Người ta hơn, tại sao người ta hơn? Bởi người ta có nhiều thiện duyên, người ta tạo nhiều cái hơn mình. Cho nên người ta hơn mình. Tại sao người ta giỏi? Nó thiểu nhiều, học rất là nhanh, rất là lẹ. Tại sao mình không được? Thì mình phải có suy nghĩ, chứ phải tự động cái mình thấy họ cái tự như mình ghét. Cái mà ghét nó vô cớ. Chúng ta gọi là cái vô cớ đó, tức là nói lên một cái sự thua cuộc của chính mình. Cho nên cái tâm mình tập phải biết hoan hỷ tùy, không biết hoan hỷ tùy hỷ thì chúng ta đừng quan tâm tới cũng chẳng có giúp đỡ mình cái gì, mình cũng chả có thiếu nợ nần gì họ. Tại sao mà chúng ta lại ghét lại ganh? Thì tự nhiên tôi nhìn cái tôi thấy ghét, cái nhìn cái tôi thấy ghét đó chính là chúng ta không vừa lòng với chính người, bởi vì người ta hơn mình. Mà cái sự đố kỵ, cái sự ganh ghét như vậy nó tàn phá những cái điều tốt lành trong ta. Cái sự tốt lành ở trong ta nó chính là cái gì, kính thưa quý vị? Chính là những cái điều, những cái điều tốt. Bây giờ mình cứ bình thường trong cuộc đời này, mình hay, mình ngon, mình giỏi á, thì một chuyện đơn giản á là chuyện của mình, cũng như tiền của mình thì không ai ăn của mình được. Rồi cái sức khỏe, cái tài sản của mình cũng chẳng ai đụng chạm mình. Mình muốn người ta khen mình thì tại sao mình không biết khen được? Mình thấy người ta tốt, mình không biết khởi cái tâm tốt do chính mình, kính thưa quý vị, do chính mình. Mấy cái này phải tu, phải tập mới quen được. Tu tập là sao? Mình nghĩ rằng à, mình đã suy nghĩ xấu về người ta. Thật ra người ta đâu có chọc ghẹo mình cái gì, người ta đâu có làm cái gì mình mất mát đâu. Họ có khinh khi, họ đâu có
có chửi mắng, họ đâu có mắng nhất, họ đâu có cướp giật, họ đâu có làm cái gì mà ta ta cảm thấy khổ đâu. Khi chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì mọi chuyện nó khác. Mà khi chúng ta không không thông, không đạt, không thuận thì cái thứ này nó sẽ bực bội liền. Chúng ta phải thật sự tường tri cái chỗ này. Cái người này thì họ được là họ tốt, do họ có sự siêng năng hay do họ có phước lạc gì đó họ hơn mình, đó là cái chuyện tất nhiên. Khi chúng ta hiểu suy nghĩ về quá họ việc thiện lành, bây giờ họ được như vậy, họ được nhiều người mến thương bởi vì cái cách sống của chính họ, họ được nhiều người yêu quý nhờ cái cách xử trí của họ, nhờ cái cách mà hiến pháp của họ. Mà ta không có làm như họ cho nên ta không được. Thì nếu bây giờ mình muốn được như người ta thì mình làm, nếu mình không làm thì người khác làm, thì cái điều đó tốt. Chứ tại sao mà mình phải phá? Ở đời này nhiều khi nó rất là lạ, không chọc, mình không có hại gì người ta, mình không có nói xấu người ta, mình không có làm không có ý nghĩ xấu về người ta, mà người ta lại có cái tâm ác với mình. Chúng tôi sợ cái điều này vô cùng. Và mình nên, bởi vì khi mà mình thấy người ta bực bội, khó chịu, ganh tị với mình một cái gì đó, thì chúng tôi nghĩ không nhẫn, đừng có mình không có lỗi làm gì với họ mà họ bực bội, chính họ ganh ghét thôi, tham nhẫn đi qua để đừng gây cái quan trái, đừng gây không. Nhiều khi những người có những cái hành động, có những cái tư tưởng mà chúng ta gọi là phản hay là quên ơn bội nghĩa đó, chúng tôi nghĩ thôi kệ, cứ sống hết đi, sống hết khả năng của mình, sống hết cái duyên của mình, để rồi lần sau không phải đau khổ. Chứ bây giờ mình cứ ngồi mà cứ ganh cứ ghét hoài, mà chết cứ bực cứ bội hoài cũng chết. Cho nên ở đây chính là cái gì, chúng ta đừng có tạo một cái nghịch đảo nữa. Bây giờ họ đi, họ bực bội, họ nói tá lả lung tung ở trên, rồi mai mốt họ gặp cái khó khốn đốn khổ sở, họ nhờ giúp. Người ta nói rằng bực bội lắm, nhưng chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải nên giúp, mình nên mở một cái vòng tay. Bởi người ta có thể hại mình chưa có chết, nhưng điều hại người ta là người ta chết, bởi vì mình mạnh hơn người. Khi chúng ta đứng ở trên, chúng ta khởi lên một cái niệm từ cái từ tâm như vậy. Thứ nhất, nếu nói về mà mạnh, chúng ta được một cái âm đức. Cái thứ hai, chúng ta không gây oan trái, mà cái đó tạo cái đức tu của chúng ta rất lớn. Bởi vì sao? Kính thưa quý vị, như chúng ta có sức khỏe, người ta yếu hơn mình, thôi kệ, người ta làm gì mình cũng tha đi. Chúng tôi nói thực tế trong cuộc đời, bây giờ quý vị giàu có hơn, quyền thế hơn người, ta cũng nên nhẹ nhàng một chút xíu, chứ đừng bao giờ mà nghĩ rằng mình hơn người. Nước sông không xâm phạm nước giếng, xâm phạm là cả lại gấp đôi. Hay là chúng ta diện dẫn một cái lý này, diện dẫn một cái lý kia, thì thế là chúng ta làm như vậy cũng không đúng nữa. Cái sự ganh tị nó hết sức là tệ hại. Chúng ta phải biết được cái khả năng của chính mình, mình có thể làm được hoặc là không làm được. Cái giới vực đó nó rất là quan trọng. Mà quý vị biết, tôi biết khả năng của mình, nơi chốn của mình, trú xứ của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình, và mình sống theo quy trình đó. Đừng ước mơ nhiều quá, đừng có hy vọng nhiều quá, và đừng có đặt nhiều cái vọng nhiều, thì sẽ thất vọng nhiều, và chúng ta sẽ gây nên nhiều cái điều khổ tội lỗi. Ở trong cuộc
đời này hàng ngày như mỗi ngày, cái phước duyên của mình nó như vậy, cái đời sống của mình nó ở mức trung bình, ở mức căn bản là chúng ta mừng, chúng ta thấy vậy là tốt rồi. So sánh đi, có những người còn tệ hơn mình, chúng ta so sánh ngang và sợ và ngó xuống, đừng có ngó lên. Chính chúng ta ngó lên nhiều quá rồi chúng ta sẽ đau khổ, bởi vì lòng con người, lòng tham và ước muốn con người nó không bao giờ có cái nơi dừng nghỉ. So sánh hơn cũng rất là mệt, mà chúng ta hãy so sánh bằng và biết chấp nhận, biết chấp nhận hoàn cảnh, biết chấp nhận điều kiện và biết chấp nhận cái duyên cái nghiệp của nó là như vậy. Mặc dù chúng ta vận dụng hết khả năng tích cực của chính mình cứ như thế, mọi việc gì trong cuộc đời nó đều có một cái tiến trình mà thân khẩu ý nghiệp của chúng ta đã tác tạo, chúng ta đã làm từ trong quá khứ. Cho nên hôm nay cái tánh, cái tâm, cái hành động đó, cái suy nghĩ đó nó trở tạo lại. Một con người sống thật, thật, một con người sống ám gian dối là nó sẽ gian dối. Bởi vì cái đời sống bình nhật đừng bao giờ mình nghĩ, hãy dạy cho tâm của mình, hãy dạy cho tâm của mình nghĩ xấu về người, đừng nói xấu về người và đừng có hại người bằng thân khẩu ý. Khi chúng ta nói xấu về người, chúng ta cảm thấy thối miệng. Khi tâm chúng ta ganh tị, chúng ta cảm thấy chúng ta thấp hèn hơn. Mà chúng ta phải biết quan hệ tùy hỷ, còn không quan hệ hỷ thì chúng ta không quan tâm, không bị ảnh hưởng. Thì đây là một cái tánh tu. Và cuối cùng, mọi chúng sinh, chúng ta là thừa tự của nghiệp mà. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, giống ai cả. Mọi chúng sinh đồng nhất với nhau bao giờ. Kính thưa quý vị, khi chúng ta biết được như vậy, hiểu được như vậy thì trên cuộc đời này cuộc sống nó rất là hạnh phúc, rất là vui và rất là tốt đẹp. Vào hoàn cảnh hiện tại, chúng ta thấy kiếp sống người nó bất ổn. Có nơi đâu mà cuộc sống yên bình, cuộc sống thịnh vượng, cuộc sống mang tính tốt đẹp ở các trời Tây như ngày hôm nay còn an ổn nữa không? Không. Tại sao vậy? Tại cũng chính con người. Bởi vì thật sự đã không có chỗ trú an toàn. Ở trong kinh văn dạy rất là hay, không tụng độc làm nhóp kinh. Cái nhóp kinh ở đây có nghĩa là nếu như mình không tụng độc, mình không có cái sự si quán, không có cái sự độc niệm các kinh văn á, hay không sâu suy niệm pháp á, thì chúng ta sẽ rời xa Phật pháp. Bởi vì ở trong kinh Thừa Tự Pháp dạy rằng vì tỷ kheo trú pháp, tức pháp tâm tư hằng niệm pháp, sẽ không rời xa chánh pháp. Không tụng độc, không tụng không độc làm nhóp kinh ở đây có nghĩa rằng đây là một cái sự ví dụ nghĩa đen, nhưng như một cái nhà không đứng dậy để dọn dẹp thì nó dơ nhà, nó bẩn nhà. Mà nếu như con người thân xác của chúng ta không biết chăm sóc á, thì nó rất là hôi thối và dơ và xấu. Cũng như vậy, siêng năng tụng độc mà có chú pháp, thích pháp, mến pháp, tâm tư hàng niệm pháp sẽ không bao giờ rời xa Phật pháp. Nếu một người quét, biết dọn, biết lau, biết chùi cái nơi, cái nhà cửa của mình, biết chăm sóc một cách cẩn cái tấm thân này,
thì tương đối nó dễ nhìn và dễ thấy. Cũng vậy, gọi là cái người mà phóng dật với người canh, nếu như chúng ta không canh chừng cẩn thận thì nó dễ bị mất mát. Canh ở đây không canh chừng, cái người canh đây có người canh chừng cẩn mật để không bị mất mát, để không bị thất lạc. Chúng ta lơ đễnh thì nó sẽ hết sức là nguy hiểm. Một cách tốt đẹp nữa, tức là chúng ta không có cái sự thu thúc, không canh chừng cẩn mật của tam nghiệp mình, hay là không hậu trì các căn đó, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nhãn nhĩ tỳ thân, thân và ý căn đây, mắt mới cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi mùi thân xúc chạm khởi lên, ta mấy thời sẽ cũ, sẽ phát sanh, vân vân. Nếu nói về cái người canh canh phòng cái tài sản, cái nhà cửa của mình, hay là canh phòng cái tâm của mình, kính thưa quý vị, cho nên vì vậy nếu như chúng ta không có sự cẩn mật, sự canh chừng, thì chắc chắn chúng ta sẽ hết sức là đau khổ. Trong cuộc sống nó có một điều khi mà cái này chúng tôi đã nói, nhiều khi người ta ganh ghét với mình phải nhẹ nhàng tế nhị, sống mình đơn giản thôi, đừng có khoe khoang, đừng có ngạo mạn. Mình khoe của, mình khoe tiền, dụ cho dụ ông dụ ăn cướp nó gì nó tới vậy, nó giết ta, nó hại ta thôi chứ có gì. Sống nghèo nghèo, sống khổ khổ vậy thì nó đỡ, cứ như là sống nghèo đi thì nó đâu có sao. Chứ sống coi như chúng ta sống mà mình giàu có trưng bày quá, tỏ vẻ ra mình là đại gia, tỏ vẻ ra mình là người giàu có, đeo các cái trang sức, đeo nhiều cái vòng hoa, đeo nhiều cái nhẫn hộp sò, kim cương, dây chuyền tốt đẹp không? Chắc chắn rằng chúng ta đi ra đường chúng ta sẽ bị nó trấn lột, hay chúng ta sẽ bị nó giật. Nó giật dây chuyền, nó trấn lột, ngay cả chúng ta đeo trên tay mà nhiều quá nó cũng chặt đứt tay ta luôn. Khi cái tham ái con người nó khởi sanh lên, ở đây chúng ta không có sự cẩn thận, ai biểu chúng ta phải, ai biểu chúng ta nó tự nhiên có của mà đi, mà đem đi khoe lớn quá. Không có nhiều người tỏ vẻ ra coi như là người nếu người ta không biết mình giàu là chắc mình buồn lắm hé, người ta không biết mình giàu chắc là mình không vừa lòng. Bởi vì có người như vậy, quý vị biết là gây nên những cái sự đau khổ cho chính người can qua. Chứ sự thật ra có cần thiết phải khoe khoang không? Rồi đến khi nó mất của, đến khi mà bị người ta hại, đến khi bị người ta giật thì ngồi buồn hiu hiu. Nên ví dụ quý vị biết cái cell phone đó, cái điện thoại di động đó, ở Việt Nam mà chúng ta ngồi, mà chúng ta thí dụ bây giờ nó cái cell phone mà cái nghe là cái iPhone, bây giờ iPhone 10, iPhone 11 mà chúng ta nghe, mà chúng ta đưa trơ ra cho chúng nó, cái tự nhiên đi ngang nó không giật mới là cái chuyện lạ. Rồi cũng vậy đó, vòng vàng gì mà đeo thôi lắc cái dây chuyền cà ráo sòn rất là dữ dằn, thì chúng nó đi ngang nó giật. Một thứ nhất là cái gì chúng ta mất của, thứ hai nó gây nguy hiểm tai nạn cho chính mình, do mình thôi. Ở đây chúng ta không muốn cách sống cũng vậy, mình biết môi hở răng lạnh, nói ra thì nó là bạc, im lặng thì nó là vàng. Cái đời sống của chúng ta biết biết khép kín một chút, biết giữ gìn một chút, thì chúng ta sẽ được tốt. Còn mà ngược lại, nếu như chúng ta không biết thì chúng ta sẽ gây cái đau khổ. Mà ở đây chính là cái gì? Cái ngã mạn của mình, cái khoe khoang của mình, cái tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, chúng nó ghét. Đã sống mà hiền thục, sống tránh né đây, nó còn chưa yên chuyện nữa.
đừng bao giờ xem thường ai. Chúng ta tưởng nó ngon, chúng ta giàu, chúng ta hay, đi vào cái nơi chốn, đi vào cái chỗ đông người mà chúng ta tỏ vẻ ra như thế này thế nào, từ từ chúng ta hại chúng ta. Biết bao nhiêu là cao nhân, biết bao nhiêu là cái người người tài danh tài lợi, người ta nằm đó chẳng qua ta im lặng, người ta cao thủ nhưng ẩn mình, chứ không có kiểu như mà chúng ta gọi là thùng rỗng thì kêu to. Như cái Uda Dí này đã rỗng rồi chả có gì hết, mà lại là coi như là ta đây. Thì chính vì cái chỗ ta đây á, chính vì mới làm những cái hành động mà hết sức là tệ hại. Chỉ là một cái con heo đụng với con sư tử được, nhưng mà nó cũng vẫn gọi con sư tử, bởi kia nó có cách, nó làm cái sự hôi thối, làm cái sự dơ bẩn mà con sư tử cũng sợ nó luôn, nó cho hắn cho sợ bị quá. Thì cũng vậy, ở trong cuộc đời nếu như mà người ta dùng nhiều cái mưu sâu kế độc thì chúng ta buông, đừng có gì mày muốn chơi tao chơi với mày, mày muốn ác tao ác với mày, không có cần thiết. Hổ mặt nào, không phải mình sợ nó, vì cái điều kiện đó, nó quậy nó phá mình chắc nó được cái gì. Sống cần phải có một sự tỉnh thức, sống cần phải có một sự tĩnh tâm, sống cần phải có sự biết mình để làm gì. Mình vượt qua những cái khổ, mình vượt qua những cái điều mà bất trắc trong cuộc đời. Ai, người nào mà thường khoe khoang về sắc diện, sự thật ra mình không có đẹp tới đâu đâu. Khoe khoang về tiền của tài sản của mình cũng chẳng có giàu tới đâu. Về khả năng của mình cũng chưa học được nhiều đâu. Khi nào mà chúng ta có sự kiểm soát mình, khi nào chúng ta có một nội quán, nội tâm nhất tĩnh của mình thì chúng ta sẽ được tốt. Chứ còn nếu như chúng ta cứ buông trôi cho nó tối ngày mà còn chút ăn người, mình phải hơn người ta, không mong người, không thua người ta, thì cuộc sống như mệt mỏi lắm quý vị. Tâm của mình thật sự là tập cho nó trong đấy, tập cho nó không có bị cái sự ảnh hưởng gì hết của ngoại vi ngoại cảnh. Giờ dòng người đây cũng không sao. Chúng ta hãy tập quen với những gì người ta không khen mình. Khi người ta khen mình thì mình biết người ta khen mình và người ta khen mình, bởi vì người ta có một cái gì, có một sự quan tâm lượng. Ngày hôm nay mình hay nhưng ngày mai chưa chắc mình hay đâu. Ngày hôm nay mình tốt nhưng chưa chắc ngày mai mình tốt đâu. Ngày hôm nay mình được nhưng chưa ngày mai mình được đâu. Sống ở trong cuộc đời có hơn nhau, có thua nhau ở cái bước đường dài. Còn sở dép đi ra đi vào trong cuộc đời này thì tất cả chúng ta chưa hoàn vẹn toàn một cách hoàn mỹ được. Hôm nay mình hơn người ta nhưng chưa chắc tiền thân mình bằng người ta, và đương lai chưa chắc mình bằng. Có một sự suy nghiệp quả, có một sự duy lý như thế, tâm của mình nó đỡ có cái sự ganh tị, đỡ xin nhắc lại, hãy nhớ dù cho mình có hại người ta cũng chưa chắc rằng gì cả, mà chính chúng ta đã tổn thương chúng ta mất tự tin. Một cái giá trị
tốt đẹp trong lòng ta. Còn nếu như ai nói rằng tôi cảm thấy vui khi mà tôi hại người được người ta, tôi làm cho người ta đó, tôi cảm thấy tôi vừa lòng, tôi cảm thấy tôi vui, sự thật ra không biết vui cái gì. Những cái tâm đó là những tâm đê tiện, những cái tâm thấp kém hạ tiện. Tư tưởng hành động do việc làm của con người là hạ tiện, tồi dở. Cái chữ tồi, cái chữ dở, tồi tồi bại, dở tệ. Người ta cũng có đầu óc, cũng có cái sức sống, cũng có sức khỏe như mình, tại sao mà mình không làm được? Quý vị biết tôi có một cái tâm tư cũng là lạ, từ xưa tới giờ sống. Mình không có nghĩ rằng người ta làm được, mình sẽ làm được. Người ta học được, mình sẽ học được. Người ta thực hiện được, mình sẽ thực hiện được. Do mình có làm hay không, còn người khác làm tốt, người khác làm xấu, chuyện của họ. Có thể nếu nhìn những người là những người thân gần, có thể chia sẻ, có thể nhắc nhở, còn chuyện xa tầm tay thì đường sanh tử hồn ai nấy giữ. Mình có thể làm những gì với khả năng của mình, còn nếu như họ thành tựu hay họ thất bại gọi là chuyện của họ. Họ hướng được hay là họ không hướng được, đó là chuyện của chính họ. Mình tập cái tâm đừng có ganh tị, đừng có chọc ghẹo, đừng có quậy phá. Giờ cái tâm mình cứ suy nghĩ như vậy, và nếu như họ có hơn mình cũng quá hay. Mình cứ nghĩ rằng thí dụ như chúng tôi rất là sợ, chúng tôi nghĩ rằng một điều là nếu như mà anh em vấn đề với nhau mà nếu mà chúng ta ganh ghét như vậy là nó dở lắm, là nó sẽ hại cho đạo. Người ta cười, ngoại giáo người ta cười. Và nếu như trong tăng đoàn làm việc giảm thiểu đi một cái niềm tin của Phật tử. Cho nên có những việc mình phải kham nhẫn, cho nên có những việc mình phải tu tập mới đi qua. Chúng tôi không dám nói rằng chúng tôi sẽ tu tập chuyện đó một cách tuyệt đối, như điều mà chúng tôi cũng luôn tập. Có những lúc quý vị biết bực bội, một số các vị đệ tử mình làm họ cũng làm, họ cho rằng họ làm được thì họ làm được thì tốt, cứ tập tánh nghiệp họ làm được thì để cho họ làm, mình khóe. Còn khi họ làm không được họ giao lại. Mà hãy nhớ làm được mà đừng có bị người ta khiển trách. Chúng tôi cũng tập khen để cho họ làm, chứ mình đừng có nghĩ rằng chỉ có một mình làm, không ai làm được hết. Như vậy thì tự chúng ta đã tự cột trói mình, chứ có gì đâu. À, chúng ta thấy ngày Xá Lợi Phất, ngày Mậu Kiền Liên, khi nghe Ổ Ra Dí nói như vậy cũng chẳng nói cái gì. Được làm được thì cứ làm đi. Những cái giới phức hợp họ không có đủ khả năng, không có giải quyết được. Có số người quý vị khi mà giao cho chính họ, họ không đảm đương được. Mà khi họ không đảm đương được rồi, họ múa, họ tìm, họ làm bằng mọi cách nhưng cũng không giải quyết được. Bởi vì sao? Cái duyên họ không có, cái phước họ không có được. Một giáo họ rất là đặc biệt, làm cái gì làm họ biết cái vị trụ trì, biết vị sư cả. Mà coi cái duyên, cái phước của vị sư cả trong cái chùa này mới điều hành được, là cái duyên, cái phước, cái định đạt đó mà chúng ta gọi theo cái tinh thần, tức là Phật bổ xứ, chứ sẽ là Phật có bổ xứ. Còn bên đạo nó kêu là Chúa gọi đó. Còn bên Phật mình quan tính, tức là theo cái tín ngưỡng, kêu như Phật bổ xứ, Phật giao cái xứ đó cho người. Chúng ta hiểu trên cái tinh thần đó, thì đối với các người
Phật tử Quốc Giáo Nam Tông họ cho rằng cái duyên cái phước của vị đó, nhưng quả thật đứng trên cái tinh thần là một vị trụ trì hiểu theo tinh thần của Phật, đó là cái gì? Người này là người mắc nợ mới làm trụ trì, thì cái duyên cái phước của cái vị đó là đúng như vậy, nhưng cái nợ cũng là nợ vậy. Bởi vì người khác có thể tu một cách mẽ, một cách tức là dễ dàng hơn, còn cái vị trụ trì phải lo thế này phải lo thế kia một cách đầy đủ cho chùa chiền, cho đại chúng, cho tăng già rồi mới tới họ. Thì ngày quá tháng lại năm kia giảng nó mau hết, nó như thế. Thì khi mà chúng ta có cái sự canh giác cũng không được, cái phước của vị đó nó là vị đó. Có nhiều vị trụ trì đó cũng phải biết làm trụ trì, nếu hiểu được họ làm trụ trì họ rất là bình thường, họ rất là hiền. Còn có nhiều vị rất là lanh, rất là giỏi, nhưng vị ấy cũng không đảm nhiệm được, bởi vì cái phước duyên của người đó. Thì như thế nào? Đây chúng ta nhớ, nó có hiểu biết về cái phước duyên, cái phước duyên của người đó làm thì người đó có được. Còn chúng ta không có tranh, không có được. Cái chỗ này nó quan trọng lắm. Có nhiều vị, quý vị biết nhiều vị mà chúng ta gọi là tranh giành cái việc trụ trì, nó cũng không được. Ngay cả được, chúng ta tạm gọi tức là được giấy, coi như là giấy tờ chứng nhận luôn, nhưng cuối cùng cũng rút quyết định lại. Nó có những cái duyên mà phước họ không có, không hưởng được. Cho nên ở đây cái tu, chúng ta biết chấp nhận cái nghiệp quả, biết hiểu biết được cái tiến trình của nghiệp, nó là một cái điều mà rất là tốt đẹp, để cho tâm chúng ta không có ganh, để tâm của chúng ta không có buồn phiền, để tâm chúng ta không có sự khổ nào. Và có người sống, hãy nhớ rằng gặp nhau bao lần, sống với nhau bao nhiêu thời gian, không cần thiết phải có đố kỵ nhau đâu, không cần thiết phải có sự đau khổ với nhau đâu. Gặp nhau kiếp này, điều kiếp sau còn gặp nhau không? Sống với nhau được 5 tháng thời gian này, trong tương lai còn có gặp lại được nữa không? Quả thật, hãy nghĩ đến, hãy nghĩ trong cái độ luân hồi này, trong kiếp này gặp nhau, hãy sống tốt với nhau đi, biết tha thứ, biết hiểu thương cho nhau. Ai cũng có một niềm đau nỗi khổ, ai cũng có cái nỗi vui nỗi buồn. Nhân tình trường đoạn gia gia thể thái duyên đương xứ xứ đồng. Cái nhà nào cũng có cái nào cũng có cái ấm cái lạnh xứ xứ đồng. Thể thái duyên đương xứ xứ đồng, ở nơi nào cũng có cái nóng cái lạnh. Ở gia đình nào cũng sẽ có cái dài cái ngắn. Ở trong người của tất cả chúng ta có cái thiện cái ác. Trong hiện tại thiện, tương lai ác, hay là quá khứ ác, hiện tại thiện, và quá khứ ác, hiện tại ác, quá khứ thiện, hiện tại thiện, vân vân. Hiện tại thiện, tương lai ác, hiện tại ác, tương lai thiện. Thì tất cả chúng sinh một sự thay đổi đó theo cái nghiệp duyên của chính mình. Mà chúng ta hiểu biết như vậy, hiểu biết về cái nghiệp quả đó, chúng ta có sự tha thứ, sống biết hiểu biết thì chắc chắn ta sẽ được an vui và sẽ được tốt đẹp nhiều. Bằng ngược lại, tối ngày mà cứ suy nghĩ, cứ so sánh bằng, so sánh hơn, cứ lo lắng như ganh tị, thì chúng ta cũng chẳng có được làm cái gì đâu. Và nếu như chúng ta bỏng sẻn, chúng ta không biết cho ra, rồi cuối cùng, kính thưa quý vị, cũng bỏ lại thôi. Bởi biết làm phước, biết làm những cái nghiệp việc thiện, và cũng như là chúng ta biết trân quý những cái điều kiện sống của nhau được tốt đẹp, biết tha thứ, biết bỏ qua, biết yêu thương cho nhau. Mất mát một phần cũng không sao đâu, thua thiệt một phần cũng không sao đâu. Rồi thời gian năm tháng
nó cũng thôi pha rồi. Phàm sở hữu tướng giai thủy hư vọng, tất cả cái tướng trạng cuộc đời nó chỉ là thế thôi. Gặp nhau trong cõi vô thường, biết rằng giả tạm mà vẫn thương tiếc hoài, là chúng ta hay nghĩ cái tốt về cho nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ sống được tốt, chứ đừng có một sự ganh tị đố kỵ cho nhau với nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ sống rất là đau khổ, khổ ngay trong hiện tại này và khổ trong tương lai nữa. Chúng ta đừng bao giờ khởi lên cái ganh tị, mong rằng tâm mình không có nghĩ xấu về người, không có ganh tị người. Bởi vì nếu như mình ganh tị, mình bỏng sẻn với người thì hiện tại này mình thua, tương lai mình càng thua hơn nữa. Còn hoan hỷ tùy hỷ rồi, mong họ được tốt. Và nếu như muốn được tốt thì mình phải làm tốt, thì mình sẽ được tốt. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày qua duyên sự và ý nghĩa của câu pháp cú số 241 là như vậy. Nếu có điều chi sơ tất, kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ. Kính dân là Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, dân các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, kính trọng các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Bổng Nghiêm cũng như ở các nơi trú xứ của quý ngài và cư gia của quý vị, mong tất cả được an lạc và tấn hoa. Kính dân và phương này đến các bậc thầy tổ và cha mẹ, nhất là ngài hòa thượng Tịnh Sự, ngài Phật Tuệ, ngài Vũ Hạnh, sư trưởng, sư huynh, và đặc biệt là vào ngày mai thầy tổ của chúng em Trần Cẩm Nguyên, cho tất cả được an lạc, được tấn hoa trong phòng, mong quý vị sẽ được an lạc để tu tập. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sa Thi. À, chắc xin cảm ơn, không có chiếc máy à, xin cảm ơn, à, xin cảm ơn ra rồi. Dạ, xa xa tu lành thầy, tay mặt rung, con xin được thành kính.